torn apart. Hà miên xâm khâm. Ốc cha, chỉ chiếc là vậy vậy, để cái ai nâng kết mà. Cứ tiền. Bọn Easter, bằng cao là. Chết sẽ đàn, nó có năng phá bát tất sao. Chết bí bó cho nàng muộn. Bọn Easter, có bông cái cao là. Nếu chung bánh bị bốc lâu trên. Đôi chim nếu có năng sóc lại. Có năng mặc thay ta, xem sức chân em phần lòng nào. Bọn Easter có ai cao là. Nếu có năng chỉ vết yên mà nẹ không nào. Và xin chị dừng có sự cho các bạn nhận ra cả rộng tốt tâm bạc đòi chủ nưa chưa bởi Giê-xu nơi khả nông chỉ vật dân. Khiếm sông án nơi khả nông cầm bi Corinto xài tìm mũi. Cầm bi Corinto xài tìm mũi chấp cục đạp rám. Ý chí khó cầm bi là dân tăng tác án là bê là dân thương bằng bật cho sọ. Bọn ta khiếm kết thả bị trơ nên bọn Easter. Đối chứ nè, bí khó rộng thuốc xài tìm mũi chấp phục đạp rám chạp bí khó hà sập buồn. Cả ná rút cái phục rô lùi nì bàn bồn đắc đáy sẽ kê mình phục rô lùi. Hai rút cái đà tăng đáy sạp nì bàn bồn đắc đáy sẽ kê mình chết sạp bình. Núp tức nên bàn sầm rách tam thiết đà chanh phục mạo thảm. Sekre che chung nét ban lê sekre slap bạc hào. Ao sekre slap ơi trong nét anh nói nà. Sekre slap ơi che chung nét của anh nói nà. Rí ai trong nét này sekre slap cứ chìa bờ bác. Hai âm nái của bọc bác cứ chìa cực vị này. Tại ô bởi gôn đô bởi ôm. Bị bổ trung bổ tiên ở yên rõ thịa miền chê trong nền. Đói xa bởi phần sư kri, chỉ bởi ô mạch chạc nơi yên. Bạn chỉ mong bổ ôn xuân nghe ơi, cho can dàn chọc, đói ách lệnh cờ. Đang thuơ ca bởi ô mạch chạc, thói bổ đi bổ chỉ đổ ra chọc, đói đánh thả ca đại nền rõ thịa. Còn bằng thuốc không được ổn chá, lúc mình nên ất bởi nhau tê. Ở vậy vậy, đã mơ tơ hát đôi chiếc mình cầm làng. Nó khả nông chỉ biết yên, đã hát đôi chiếc trong thuốc tốt cơ yên. Để chiếc khám sẽ trở lên nó coi bên tay. Đôi chiếc cá rong tốt mầm bạc. Đôi chiếc ả rác xa tan, đôi chiếc sạc kê đầy xa. Rồi ổn bằng chiếc ổn hát. Hãy bật bật tiên, ai dân miễn chế chung nền thông. Bạn chia, dân mình trở lại viên đi tế. Rồi ông bạn chết là lời chế cháy. Chịt bí quan chá muốn, trung bạn chết là phần ông bị bốc lộp nhưng sắp ngày ấy tu bảo bao nhiêu hai chung vinh yên thông nhàng ngã cái đại. Phải sắp ngày ấy thì bao nhiêu hai chung ngã nạn đôi chung vinh bị bốc lộp nhưng mơ vô miễn trọng khai hai. Sọc thay đi mấy. Còn tại bác ông, trông mình bác chế sản ạ. Bác ông trông mình hạn cả. Hãy trông bác ông là bác cả ạc rạc nằm bài xâm rách hạn cả. Đó là ồ, bác ông. Hãy vây vây đầm mưa tơ hạc đôi chế cọc mà trông chi bất yên. Bác ông là bác bà. Bác ông là bác xâm rạp chìa lọ ồ, làm bình rưu trông. Mình bác chế sản ạ, đôi chế này, yên miên xâm khâm. Nhưng miền sự thân. Khiêm xung mà bật chóp đài mơ đài mơ cái lại hiết. Nó cũng đi phí lý. Và xung đổ cũng đi phê trọc. Xài thì muối. Đi phê trọc xài thì muối. Chúng bút muối. Chắc đi khó bày. Xung xa xa bỏ phê đo chì phê vô bày đá. Nên phê Giê Sư Kri. Chỉ bị ổn chắc về dân rõ kia là trung bàn bằng cáp dân làng chít mây. Tám sẽ kê đê mê ta khả nà rõ thông rõ bọc trung. Đảm bấy ao dân rõ kia bàn sẽ kê đê sân khâm. Đó ruộng. Đói xa về Giê-xu Christ trung rút đi sạp lần mình. Hai ai dân bàn mô rõ.
ដែលមិនចេះពុករលួយក៏អត់សាមមហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នាដល់ឋានសួគ៌គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលបច្ចេស្តានៃព្រះកំពុងតែថែរក្សាដោយសារសេចក្តីជំនឿសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រមព្រៀងនឹងសម្ដែងមកនៅជាន់ក្រោយរបស់នេះនោះអ្នករាល់គ្នាក៏មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះតើទុបបាសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុកព្រួយជាយូរបន្តិចដែលការមានសេចក្តីរួមផ្សេងផ្សេងក៏ដែរយកក្នុងជីវិតយើងយើងត្រូវសេចក្តីរួមហើយយើងត្រូវបញ្ហាហើយយើងត្រូវការរងទុកលំបាកជាយូរបន្តិចមានន័យថាវាបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាអ្វីៗដែលយើងកំពុងតែរងទុកសព្វថ្ងៃនេះវាមានទីបំផុតហើយព្រះនឹងដោះស្រាយហើយអនាគតរបស់យើងយើងដឹងហើយអនាគតរបស់យើងនៅជាមួយព្រះអនាគតរបស់យើងគឺល្អយើងនឹងមានអំណរយើងនឹងមានជោគជ័យជារៀងរហូតដូច្នេះសូមដឹងថាសព្វថ្ងៃនេះយើងនៅតែកណ្ដាលរឿងហើយរឿងនៃជីវិតយើងមិនដូចរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះយើងមិនដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់អនាគតទេរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីររឿងរបស់លោកយោសត្វតែមានទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូច្នេះយើងអាចដឹងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងយើងមិនដឹងយើងនៅពាក់កណ្ដាលរឿងប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលសញ្ញាយើងអាចទុកចិត្តហើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងត្រូវដឹងថាអូរឿងនេះមិនតន់ចប់ខ្ញុំនៅជាប់ពាក់កណ្ដាលហើយរឿងនេះនឹងមានជ័យជំនះនៅអនាគតពីព្រោះព្រះបានសន្យាឲ្យតែខ្ញុំតស៊ូឲ្យតែខ្ញុំជឿទុកចិត្តនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្តក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះព្រះទ្រង់បានសរសេរទីបញ្ចប់នៃរឿងយើងហើយទីបញ្ចប់នោះគឺជាជីវិតមិនមែនជាសេចក្តីស្លាប់គឺជាអំណរមិនមែនជាការទុកបាក់ទេហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះចូលអស់សบายឡានបងប្អូនអើយចូលទុកព្រះជាម្ចាស់ទៅចូលរួមនៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះអីថ្ងៃស្អែកបានអ៊ីស្ទើរព្រះនឹងរួមឡើងវិញហើយយើងនឹងរួមឡើងវិញជាមួយព្រះអង្គដែរអរគុណព្រះជាម្ចាស់